Xin chào bà con và các bạn. Trong canh tác cây trồng á, thì bà con và các bạn không hề xa lạ với một loại đối tượng, đó chính là nhện đỏ. Tuy nhiên, Sơn có một câu hỏi rằng, bà con và các bạn á, có bao giờ thắc mắc rằng á, tại sao mà bà con và các bạn á, trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ tốn rất nhiều tiền mà lại không hiệu quả? Bởi vì Sơn tổng hợp ra được các bà con và các bạn, nó có 9 lý do khiến cho bà con và các bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ tốn tiền mà không hiệu quả. Và nếu giờ bà con và các bạn á, mà quan tâm đến chủ đề này nè, chính lý do khiến bà con các bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ không hiệu quả, thì hãy xem hết video này, bởi vì Sơn sẽ chia sẻ chi tiết đến bà con các bạn chính lý do trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ không hiệu quả. Và Sơn thấy rằng cái chủ đề này cũng rất cần thiết cho cộng đồng trồng trọt. Vì vậy, Sơn nhờ bà con các bạn hãy giúp Sơn chia sẻ video này đến nhiều người hơn trong cộng đồng trồng trọt, để cùng nhau chúng ta giúp cho việc canh tác cây trồng được ngày một tốt hơn. Bằng cách đó, bà con ạ, bà con bấm vào nút chia sẻ cái nút hình mũi tên ở dưới phía dưới video mà trên điện thoại, và các bạn nó có cái hình mũi tên cong qua phía bên phải á, là nút chia sẻ. Bà con bấm vào đó, sau đó bà con các bạn bấm vào lựa chọn nền tảng để chia sẻ như là Facebook hay là Zalo. Thầy Sơn cảm ơn bà con các bạn rất nhiều. Sau đây Sơn xin chia sẻ chi tiết đến bà con các bạn chính lý do trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ mà không hiệu quả. Lý do đầu tiên đối với bà con các bạn á, mà khi mà trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ mà không hiệu quả bà các bạn, thì cái này á, thì cũng có một số ít bà con sẽ hay mắc phải, đó là chẩn đoán sai bà con các bạn. Có nghĩa là một số bà con các bạn á, là chưa có biết được cái triệu chứng á, gây hại của con nhện đỏ đó, hoặc là nhầm lẫn giữa cái nhện đỏ gây hại với lại thiếu dinh dưỡng. Ví dụ như hình ảnh minh họa ở đây bà con bạn không, đây là nhện đỏ nó gây hại, có nghĩa là nó chích hút, nó làm cho mất cái diệp lục của cái lá. Tuy nhiên, có một số bà con các bạn bởi vì không thấy có con nhện đỏ ở trên cái lá của mình, không mà thấy cái lá nó bị bạc 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 nào, thì lại nghĩ rằng là nó bị thiếu dinh dưỡng cho nên mới đi bổ sung phân bón. Mà như vậy thì bà con bạn là mình bị nhện đỏ mà mình đi bổ sung phân bón thì nó không có hiệu quả, khiến cho bà con bạn mất tiền mà không trị được cái không trị không diệt được cái con nhện đỏ. Đó là cái lý do thứ nhất, là do chẩn đoán sai. Cái lý do thứ hai bà con bạn mà khiến bà con các bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ không hiệu quả, đó chính là trồng cây với mật độ quá dày. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà bà con và các bạn trồng cây với mật độ quá dày bà con bạn, thì khi mà có con nhện đỏ trong vườn á, thì cái nhện đỏ này nó lây lan rất nhanh. Do đó, khi đi lúc đó đó bà con các bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ sẽ gặp khó khăn và nó không hiệu quả, hoặc là hiệu quả không được như mong muốn. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba mà bà con bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ không hiệu quả, đó là vườn cây không có thông thoáng. Cái vườn cây không thông thoáng nghĩa là nhìn vô nhìn cây nó rậm rạp, nó tùm đó bà con bạn. Thì tại sao lại như vậy? Thì nó có thể là cho bà con bạn trồng dày như lý do nãy Sơn có nói, hoặc là bà con và các bạn trồng đúng mật độ, trồng đúng phân cách trồng, tuy nhiên bà con và các bạn không có cắt tỉa cành cây, hiểu không? Cho nên để vườn cây nó tùm rậm rạp, nó không có thông thoáng. Thì điều đó đó, khi mà có nhện đỏ nó xuất hiện á, thì nhện đỏ nó sẽ lây lan rất nhanh, cho nên bà con các bạn sẽ trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ gặp khó khăn, đạt kết quả không được như mong muốn, hoặc là không có hiệu quả. Đó là lý do thứ ba. Và lý do thứ tư là các bạn mà khiến cho bà con các bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ nó không hiệu quả, đó là vườn cây quá khô. Vườn cây quá khô ở đây đó bao gồm cả đất khô và không khí khô nóng. Thì trong cái điều kiện mà đất khô và không khí mà khô nóng mà các bạn, thì nhện đỏ nó sẽ nhiều hơn so với cái vườn khác, và khi đó bà con và các bạn cái trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ khó khăn, hoặc đạt hiệu quả không cao, hoặc là không hiệu quả. Lý do thứ năm mà bà con các bạn sẽ trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ mất tiền mà không hiệu quả, đó là bà con và các bạn sử dụng sai hoạt chất thuốc. Có nghĩa là khi mà mua thuốc bà con bạn, thì trên thị trường có rất là nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Thì đôi khi bà con bạn mua thuốc thì đúng là mua thuốc có hoạt chất có trị nhện, nhưng nó không chuyên trị nhện, dẫn đến là hiệu quả trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ không cao. Cái này xin làm rõ một chút xíu ở chỗ này cho bà con bạn. Có nghĩa là đôi khi bà con mua á, thì ví dụ như trong cái điều kiện là vườn mình á, mà nó bị nhện đỏ ít thôi,
Thì bà con và các bạn có thể sẽ thấy cái thuốc đó hiệu quả bởi vì á, là cái thuốc đó nó vừa trị nhện nè, không người có thể nó vừa trị điệp, và đôi khi có một số thuốc là những cái hoạt chất đó là nó trị rất nhiều côn trùng, vừa nhện vừa điệp vừa rầy, nó nhiều loại sâu khác nữa. Thì nếu mà mật độ mà cái nhện đỏ ở vườn bà con nó ít á, thì những cái thuốc đó nó sẽ phát huy hiệu quả. Nhưng khi mà nhện đỏ mật độ cao nó nhiều, và bà con và các bạn những cái dùng những cái loại thuốc, những vật chất thuốc mà nó không có chuyên trị nhện, nó chỉ có trong đó nhưng mà nó vừa trị nhện vừa trị diệp sáp, nó vừa trị rầy luôn, thì lúc đó những vật chất thuốc đó sẽ không hiệu quả hoặc là hiệu quả không như mong muốn. Và các bạn lưu ý giúp Sơn nha, đó là lý do thứ năm là sai hoạt chất thuốc khiến cho bà con các bạn trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ không hiệu quả. Tiếp theo Sơn sẽ chia sẻ chi tiết đến nữa bà con các bạn, đó là lý do thứ sáu nữa khiến cho bà con các bạn trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ không hiệu quả, đó là không đổi hoạt chất thuốc. Thì trong trường hợp này nha bà con các bạn, là bà con các bạn dùng hoạt chất thuốc là đúng, là chuyên trị cho nhện, nhưng bà con các bạn không có đổi hoạt chất thuốc giữa các lần phun. Có nghĩa là lúc đó đó, có nghĩa là bà con bạn có thể xảy ra các trường hợp như thế này, có nghĩa là mua cái chai thuốc nha, đúng là hoạt chất chuyên trị nhện rồi, nhưng bà con các bạn cứ dùng cái chai thuốc đó phun suốt luôn, phun hết lần này tới lần khác, tiếp tục phun đúng cái một loại thuốc đó, đúng một chai thuốc đó, như vậy sẽ làm cho nhện đỏ sẽ trở nên kháng thuốc, bà con bạn ha, cho nên là nhận ra hiệu quả không cao do nhện đỏ nó kháng thuốc. Và cũng có trường hợp như thế này nữa mà các bạn, là bà con các bạn phun lần một sẽ là chai thuốc A là đó, tới lần hai bà con các bạn đi mua chai thuốc khác cũng hoạt chất chuyên trị nhện, khi cái tên thuốc á, là tên B nào đó, tuy nhiên cái kể cả thuốc A và thuốc B thì tên gọi nó khác nhau nhưng nó cùng một hoạt chất. Nha bà con các bạn lưu ý thế này nha, đôi khi bà con các bạn mà dướng vô cái lý do này á, là sẽ có nghĩa là mình mua hai cái thuốc tên khác nhau, mình phun, mình tưởng rằng mình đã phun khác thuốc nhưng nó cùng một hoạt chất, thì nó cũng dẫn đến nhện đỏ nó kháng thuốc sau một thời gian, dẫn đến là hiệu quả trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ nó sẽ không cao hoặc là không hiệu quả. Đó là lý do thứ sáu nha bà con bạn. Và lý do thứ bảy khiến bà con và các bạn mất tiền mà trị diệp đỏ, trị nhện đỏ và diệp nhện đỏ không hiệu quả là phun thuốc sai. Trong trường hợp này là nãy là mình đúng với các trường hợp trên hết rồi ha, nhưng mà tới lý do này nè, mình phun thuốc sai là gì, là đôi khi bà con các bạn không biết hoặc là vô tình không để ý là chỉ phun có một mặt lá thôi, và phun nó không có ướt đẫm toàn bộ tán lá, cho nên á bà con các bạn sẽ lúc đó là trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ không hiệu quả. Bởi vì bà con các bạn biết không, cái con nhện đỏ nó có cái đặc điểm á là nó gây hại á kể cả hai mặt lá, mặt trên mặt dưới luôn, và nó thường nó sẽ núp trú ẩn ở dưới mặt dưới của lá. Mà bà con các bạn khi mà phun á, mình đôi khi mình không để ý, mình chỉ phun mặt trên của lá thôi ha, thì như vậy con nhện đỏ nó trú ở phía dưới mà mặt dưới lá thì nó đâu bị ảnh hưởng đến mấy đâu, cho nên là nó không hiệu quả lắm bà con bạn chú ý ha. Hoặc là bà con bạn chỉ phun sơ qua thôi, không có ướt đẫm toàn bộ tán lá, thì cái khả năng mà thuốc để mà tiếp xúc mà nó thấm vô được con nhện đỏ nó sẽ không cao, cho nên là trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ lúc đó sẽ không hiệu quả. Đó là lý do thứ bảy là phun thuốc sai, và các bạn chú ý giúp Sơn nha. Còn lý do thứ tám khiến bà con và các bạn trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ không hiệu quả là bà con và các bạn không bổ sung chất hỗ trợ. Cái này đôi khi bà con bạn cũng hay mắc phải nè bà con bạn. Là bà con và các bạn khi phun thuốc ha, thì chỉ có pha cái thuốc trị nhện đỏ mà phun thôi, mà không có bổ sung chất lon trải và cái chất thấm sâu. Cho nên là khi đó thì cái không phát huy hết được cái tác dụng của thuốc trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ, cho nên hiệu quả trị và diệp nhện đỏ nó không được cao. Đó là lý do thứ 8 khiến bà con các bạn mất tiền mà trị nhện đỏ, diệp nhện đỏ không hiệu quả. Còn lý do thứ 9 bà con bạn, là lý do này là đa phần bà con sẽ mắc phải nè bà con bạn, là bà con các bạn á chỉ phun thuốc trừ nhện đỏ, diệt nhện đỏ cho cây trồng chính. Ví dụ trong vườn của mình, ví dụ như mình vườn cây ăn trái ha, ví dụ mình trồng sầu riêng nè, bưởi nè đó,
mà mình trong cái vườn của mình thì để lấy ngắn nuôi dài thì mình có trồng xen một số cây trồng khác trong vườn. Thì ví dụ như là trồng chanh hay là trồng trồng chanh xen trong cái vườn vườn sầu riêng nè, đặc đôi khi trồng mít hoặc đôi khi trồng một số cây trồng khác mà các bạn. Nhưng mà khi bà con các bạn phun thuốc á, ví dụ như nó vườn sầu riêng này, khi phun thuốc bà con các bạn chỉ phun vô cây sầu riêng mà không có phun vô những cây trồng phụ còn lại. Thế thì cái con nhện đỏ nó sẽ có cơ hội, nó sẽ trú ẩn trên những cây trồng phụ đó. Và khi bà con các bạn phun thuốc xong rồi đó thì con nhện đỏ sẽ trừ tì, nó ở những cái vị trí trên những cây trồng phụ, nó sẽ quay trở lại gây hại trên cây trồng chính là cây sầu riêng chẳng hạn. Khi đó hiệu quả trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ của bà con và các bạn không cao, và nhện đỏ chứ cứ có hoài trong vườn của bạn, nhất là trong cái mùa nóng này là mùa khô rồi các bạn ha, các bạn chú ý điều này nha. Bởi vì xem thấy rằng đa số bà con và các bạn sẽ thường mắc phải cái sai lầm thứ chín này, mà lý do thứ chín này là lý do thường thường thấy khiến bà con các bạn trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ mất tiền mà không hiệu quả. Thì Sơn và các bạn và bà con vừa cùng trải qua nắm được chín lý do trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ mất tiền mà không hiệu quả. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ hiệu quả cũng như là canh tác cây trồng được hiệu quả hơn? Thì để mà canh tác cây trồng mà được hiệu quả thì chúng ta cần phải nắm nhiều cái kiến thức, và các bạn biết nhiều cái kiến thức. Thì trên kênh Lương Hồng Sơn của Sơn á, thì Sơn cũng đã chia sẻ có nhiều chủ đề như về đất nè, cải tạo đất nè, xử lý ra hoa, kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây, sâu bệnh hại cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, phân bón dinh dưỡng cây trồng, và cũng như chia sẻ một số kỹ thuật canh tác của một số cây như là cây sầu riêng, cây bưởi. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì sau khi xem hết video này, hãy bấm vào phần mô tả của video để tìm đến chủ đề mà bà con các bạn quan tâm, và bấm vào đường link màu xanh kế bên để mà đến chủ video về chủ đề đó và tiếp tục theo dõi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều điều thú vị và hữu ích đang chờ bà con và các bạn khám phá ở phần mô tả của video. Cho nên sau khi xem hết video, bà con và các bạn nhớ bấm vào phần mô tả của video để khám phá nha. Nhất là cái link của trang dành cho bạn. Xin cảm ơn bà con các bạn đã theo dõi video này. Và nếu bà con các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy giúp Sơn chia sẻ video đến nhiều người hơn. Cũng như là nếu bà con các bạn quan tâm kiến thức, kinh nghiệm trồng trọt, nhưng mà thì hãy đăng ký kênh nếu bà con các bạn chưa đăng ký. Và sau khi bấm nút đăng ký, bà con và các bạn nhớ bấm nút chuông để mà cập nhật những video mới trên kênh. Và trên những chia sẻ trên đây cũng là những chia sẻ của Sơn. Nếu trong quá trình canh tác, bà con và các bạn có thấy được, có biết được những cái lý do nào khác mà khiến cho bà trong cái việc mà trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ nó không hiệu quả, thì hãy cho Sơn biết ở trong phần bình luận để cùng nhau chúng ta biết được nhiều lý do hơn để mà tránh, để mà cái việc trị nhện đỏ, diệt nhện đỏ được hiệu quả hơn. Cũng như là những mong muốn của bà con và các bạn về vấn đề mà trị dinh nhện đỏ, diệt nhện đỏ thì cũng phải cho Sơn biết ở phần bình luận. Sơn cảm ơn bà con các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những video tiếp theo. Sơn xin chào và hẹn gặp lại.